第274天, ngày hai trăm bảy nghe và nhắc lại cách nói. không khí của chúng ta rất căng thẳng à. 我们的气氛很紧张吗?我,分,

没来得及打扫收拾。府内花，华人街。面前个改白的水边，左，边，会，有，个，地下，停，车，场，用，手机，拍，下，来。

đồ đạc khác, khác đông xỉ. Y truyền thống, thống cảm giác tay rất tốt, Số càng rất hảo. Còn giác cái gì? “ kiểu dáng”，“ khoán sự”，“ kể cũng phải”，“ ngược lại cũng phải”，“ 倒也是”，“ kiểu này”，“ trượt khoản”，“ chạy khoản”，“ không nhìn nhầm”，“ 没看错”。 Ít nhất cần ba trăm nghìn, nguyên văn là ít nhất cần ba mươi vạn. Chỉ sáu 30 vạn. Chuyên tâm lựa chọn. Trong xin theo. Ha ha. Ha ha. Buồn cười quá. 好好笑。 làm thả lỏng không khí một chút. Chinh sung ý chỉ phân. Căng thẳng à? Chỉn răng mà.